chú chị và anh bạn đây là chị Kiều đang ở nhà dọc xây tiếng cái nọc cái nhà có 1 tiếng 30 chiều nay chúng đi một vòng á, có một ngày gặp gặp cho chú chị xem. Khoai nhật, củ trền, khoai tây 15.000 một ký, đắp bắp Mỹ 12.000 một ký. Bữa rồi là quốc lộ rồi 60 nha. Đi thẳng đây sẽ về ngã Bạch Thông. Đường này nó chạy ngang cái đường gì để mà ra với lại sân vận động một cài nằm đây luôn. Khai trường nhiều cái hàng quán cửa hàng mất chạy ra đi vòng vòng thấy ta cũng đây mặt bằng sửa sang đầu tư đăng ký cái quán đa số cũng mấy quán cà phê nhập với phục vụ cho giới sinh giới trẻ.
tay trái là cây Lấy nè.
đi thẳng xuống này quỹ ban hội quyền cũ luôn. Tới đây để anh xem kết thúc video quá.